Siêu cảm ơn mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo mình nhá. Mọi người biết đang chơi cái gì đâu? Đây là đang chơi game đào vàng mọi người. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đi đào vàng cùng mình nhá. Đây Phương Anh cũng đang đào vàng đây. Đang chơi cái tựa game này rất thiên hay mọi người ạ. Đấy, hôm nay đang đu cuốn luôn, tìm rất nhiều cái ngõ ngách để chơi anh em nhá. Hôm nay ở ngay cái chỗ bãi biển này, các mọi người nhìn thấy không? Đây, mình đã đổi tên của mình là số điện thoại của mình luôn mọi người ạ. Đó, hôm nay được tặng một cái mũ này, đi câu được tặng một cái mũ này. Với cả bây giờ là mình sẽ đi tìm kho báu nhá mọi người nhá. Mình sẽ dẫn mọi người đi tìm kho báu đây. Chúng ta ở trên cái bờ biển, bọn mình thấy biển cảnh báo cá mập chưa? Ok, đi ra cái chỗ thuyền trưởng rách nhá mọi người nhá. Đây có cả ông đi ô tô ở đây luôn này, vãi cả đái luôn. Làm quả đâm hơi căng ấy. Ờ, chúng ta sẽ ấn một cái trò buổi tối chơi game này nhá. Thuyền trưởng rắc này mọi người này, này. Sợ nhiều kho báu này, ok. Đây đi tìm kho báu thử nhá mọi người nhá. Đó. Rồi vào chơi luôn. Ở trên hòn đảo này chúng ta sẽ chuyển sang một cái hòn đảo khác nhá. Đây là cái đảo vàng này mọi người này. Rồi ok luôn. Đây cái dụng cụ đào của mình nó là một cái xẻng luôn. Đây mình sẽ phải chạy đi để dò cái kho báu này nhá. Đây, mọi người nhìn thấy cái tín hiệu chân mình chưa? Đấy, cái chỗ này có kho báu này, đào này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy không? Đào này. Cực phê luôn, đào đùa chứ nhìn. Đây là tôi nha anh em nhá. Mà đây, bố kia cầm cái hoa rác. Nhanh hơn mình. Hô luôn ok luôn này, để xem mở ra luôn được bao nhiêu tiền. 57 57 đô nhá. 10 lượt là mất 500 đồng rồi. 57 đô cũng có lãi mà gạ lãi nha. Chơi lãi nha. Rất nhiều anh em đang đào đấy. Những cái khi mà mình đang chạy này, những cái này là nó đấy đấy mọi người thấy không, đấy chỗ này là có này, khi mà cái tín hiệu nó báo rất chi là mạnh, cái màu nó rất chi là to đấy thì nó sẽ có nhé mọi người nhé. Đây bà tôi cũng đang đi đào mọi người, đào được cái khổng lồ luôn đâu. Quay vào quay màn hình này cho các bạn xem nào. Ở trong đây có một cái màn hình, anh đang quay màn hình hiện tại. Ừ, không nhìn thấy. Cả nhà cùng chơi game này luôn này. Ôi này. Này. Ôi nhiều này. 958 đô. Vãi gần 1.000 đô anh em ạ. Đào quả vàng gần 1.000 đô chất lượng luôn. Chơi trò này cũng hơi lôi cuốn đấy anh em ạ. Nó là ấy. Sao anh còn đào ra phải cái gì ấy? Đây này, các bạn nhìn thấy không? Trả ra được cái hộp kim cương này. Hay nhất này nên nó mới ra hả em? Đấy là vàng, anh ấn vào nó nên có tiền anh chạy đi à? Anh không ấn vào nó. Ấn vào đây gì? Không, ấn vào đến lúc đào xong nó mới... Đây, ấn vào... Đây, đấy. Xong ấn vào hộp này. Đấy là được tiền. Đây. Sao làm gì có hộp kim cương của em đâu? Em đào mấy lần để ăn may thì cũng thì mới được. Đây, tôi đào bằng xẻng anh em. Em đào được một lần. Em đào cái gì đấy? Đâu nhỉ? Em đi hình như là anh vẫn đang chơi cùng em mà đúng không? Không phải, không gặp ở đây luôn. Đúng không? Vừa anh thoát ra anh vào em vào khác rồi. Đấy, đây một người đấy. Đùa chứ. Nhìn tôi đào. Nhìn tôi đào cái xe. Khổ vãi, đây cho anh em xem mới. Nói chung là số tôi vẫn còn đen các bạn ạ. Toàn bảo ra cái khỉ gì đây. Đấy, tiếp tục. Cố lên anh em.
cái chàng này của tôi còn 5 lượt đào nữa nhé mọi người nhé. Mỏi rất chi là mỏi tay luôn. Nào, cái gì đây? Bao tiền đây? Bố nào được mấy trăm đô kia? 700-800 đô kìa. Em à? Em đào bằng cái gì ấy? Đây mình cũng đang đào bằng chảng mọi người. Bắt đầu rồi. Đây mọi người. Chạy này. Đùa chứ. Tôi đi 4 năm vòng mới đào được này. Đấy em còn được cái to, anh ơi, cái to nào không? Lên. Có mà, được mà. Nhưng mà em mua thêm lần nào là có mà. 500. Vừa lại đào một phát nghìn mấy chứ còn gì nữa. Ok anh em ạ, đùa chứ nhìn người ta đào toàn ra 1.000 đô, mình đào toàn 50 đô. Không, không đào trong đồ đâu nha anh em nhé. Đấy, mọi người nhìn đi qua là đấy. Đâu? Thử cắt luôn anh em ơi. Đào. Lên. Đi đây. Đi đây. Anh toàn đô không thôi, anh toàn mấy chục đô chẳng á. Phải được cái hòm kim cương nào anh em ạ. Quá đen luôn. Quay lại. Ô kìa. Bịp tôi à? Em của em cũng đào kim cương này lên đúng không? Đào kim cương này bắt đầu nó mới nổ cái đầu kia lên mà đúng không? Không, đầu tiên là đào phát vào con đào phát vào thùng luôn à? Vào thùng đổi luôn. Quá đen rồi, bồi răng rồi. Toàn đào cái thứ vớ vẩn thôi. Dân chơi, dân đảo, dân đi đảo vàng này. À, có anh đảo lỗ quá này, đảo lỗ này, mệt mỏi cả bay. Đó đi anh em, không gặp được một cái thùng kim cương nào luôn. Người ta gặp người ta đào thùng kim cương, mình toàn đào với cái cột măng này anh em hiểu không? Cái cột măng này đào chỉ được mấy chục đô rồi mà 500 đô là 10 phát đào nên là nổ luôn, quá đen luôn, đào mỏi hết tay luôn. Anh có được cái hòm tiền không? Đây được hòm tiền không mà. Đây mình sẽ thử cái xẻng này này. Cái này 1.000 này, cái này 1.000 đào không biết được nhiều tiền hơn không? Hả? Ok luôn. Chơi thử cái hot tag này xem như nào nhé anh em nhé. Đây. Tiếp tục cái hot tag này. Đấy. Úi. Nhanh hơn anh em ạ. Ui. Cái gì đây? Được bao tiền ạ? Nổ luôn. Mấy chục đô lỗ luôn đấy. Nổ nặng luôn rồi anh em ơi. Được mỗi cái nào nhanh hơn thôi anh em ơi này. Tiền vẫn như vậy này, tưởng là tiền nó được nhân lên cơ. Vỡ mồm rồi. Đi làm ăn kinh tế mà. Như này là nổ to anh em nha. Nổ to rồi. Cái hoa giác này nó sẽ nhanh hơn cái xẻng. Nhưng mà nó sẽ nổ tiền các bạn ạ. Nếu mà các bạn không tìm được cái hòm kho báu hay là cái kim cương thì các bạn sẽ bị lỗ nha, chắc chắn luôn. Đấy, chú vừa xúc ra cái bút măng này đã không thích rồi. Cái này nó chỉ xúc
vài phát thôi nó đỡ mỏi tay của mình ấy. Nhưng mà sau 4 giờ 37 phút mà tôi không tìm được một cái hòn kim cương nào hay là mỗi một lượt này mà tôi tìm thấy là vỡ mồm luôn. Đâu rồi? Ồ, buồn luôn anh em ơi, cất tay rồi. Đấy, cái gì đây? Phụt. Cái gì đấy? Ừ, buồn luôn này. Đó mọi người, lỗ, lỗ mặt quá. Thôi coi như là mấy phát xẻng là cũng mãi có tiền để chơi thử cái hoa giang này. Nó đông nhau thế. Các bạn nói làm gì đây? Bà Danh à? Không được đâu. Mọi người, tôi không chơi nữa nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ quay cái camera sau quay cho mọi người xem Phương Anh đảo nhé. Thì tôi hết lượt rồi. Hết lượt rồi. Ok mọi người nhá. Hẹn mọi người trong cái video tiếp theo nhá. Mọi người xem được cái video của mình thì cho mình một like, một đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình nhá mọi người nhá. Xin chào.